Ích kỷ là thứ khó soi nhất. Em có thể selfie, em có thể thấy trên mặt mình có nếp nhăn, có mụn, nhưng không bao giờ thấy mình ích kỷ. Ích kỷ là cái thứ mà không bao giờ tự tố cáo nó trong tấm gương mình soi mỗi ngày. Tại vì do đó mà ích kỷ bị coi là một cái từ xấu. Nếu mà mình bình tĩnh, mình đừng nghĩ xấu cho nó. Khi mình bình tĩnh như vậy, mình nhìn vô gương, mình sẽ thấy mình ích kỷ. Mình sẽ thấy rất rõ những khi mình ích kỷ. Tại vì cái này á, trong cái phim vừa rồi của Thành, của Trấn Thành miêu thích đó, đó là cái sự ích kỷ trong chính những cái hy sinh. Khi mà Thành nói rằng là ai thì cũng lên tiếng nói của nạn nhân á, thì đó là một câu nói chí mạng đối với những người mà làm việc nhiều với lại đối tượng là công chúng, là nữ giới như Miu. Chúng ta trách, chúng ta than vãn và chúng ta đập đầu vào tường rất nhiều. Và mỗi lần như vậy làm cái công tác, ví dụ là tư vấn hay ngồi trò chuyện với chị em á, tiếp cận cái năng lượng tiêu cực và thụ động. Khi ta còn khóc, khi ta còn trách, khi ta còn hỏi, đó là ta còn lệ thuộc và đòi hỏi và dãy đành đạch và chỉ nghĩ đến mình. Và tất cả mọi người xung quanh là bị cáo, riêng mình là người bị hại. Thì cái điều đó nó không phải là một cái năng lượng sẽ hấp dẫn hay là thu hút điều gì may mắn hoặc là hạnh phúc đến cho chị em cả. Và nhìn kỹ lại vấn đề, tách mình ra khỏi chính mình, tự cười vào cái xấu xí, cái ích kỷ nho nhỏ của mình. Việc dãy đành đạch lên đòi hạnh phúc, việc dãy đành đạch lên không hiểu tại sao mình bị ly hôn, ly dị. Đương nhiên mọi người đều chia sẻ nỗi buồn đó của chúng ta. Nhưng mà việc chúng ta níu dài những cái khóc than và trách cứ đó, nó sẽ đóng cánh cửa dẫn đến hạnh phúc. Cứ bình tĩnh nhìn lại và cười vào chính mình. Thiệt sự ra mình cũng ích kỷ thấy mồ. Người ta đi rồi thôi kệ, người ta cũng có lý do của người ta. Bình tĩnh nhìn, dẫu khó tha thứ đến mấy đi chăng nữa, rất khó. Bình tĩnh nhìn, không cần tha thứ. Chỉ cần nhìn, biết và hiểu cái cơ chế của đối phương, vì sao người khác như vậy, vì sao sếp đì mình, vì sao bạn đó không chơi với mình, vì sao cái người con trai đó bỏ mình đi. Không cần tha thứ, chỉ cần hiểu cái cơ chế nó là như vậy và nhìn từ góc độ của người khác để thấy rằng là ý trong cái vụ này mình cũng có ích kỷ. Chỉ riêng cái đoạn trước đây ta đã không nghĩ ở vị thế người khác. Không cần phải nghĩ cho người khác, mà nghĩ ở vị thế người khác. Thì nó đã giúp mình bình tĩnh nhìn cái ích kỷ của mình. Mình sẽ sống với nó. Nó luôn có bên trong mình. Mình sẽ mời bạn ích kỷ ngồi xuống. Bạn cứ ngồi xuống đó đi. Bạn nói tôi nghe bức xúc của bạn là gì. Tại sao mà ích kỷ dữ vậy? Tại sao gom gom tém tém cho bản thân dữ vậy? Nếu mình không gom tém cho bản thân có chết không? Mình bình tĩnh mình nói chuyện với ích kỷ. Ích kỷ sẽ luôn ở đó. Và mình sẽ cho phép ích kỷ. Bây giờ vậy ha, tôi không tiêu diệt bạn. Tại không có bạn thì tôi sẽ làm, người ta sẽ dựng tượng đài tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ hạnh phúc. Tôi sẽ là người đi hy sinh cho tất cả mọi người. Vậy tôi rất cần bạn ích kỷ ạ. Tôi cần bạn lắm. Nhưng mà nói nghe ha, mình tém lại bớt ha, ích kỷ ha. Trong những cái khoảng thời gian nào tôi sẽ cần đến bạn, cứu lấy tôi, ôm lấy tôi, chăm sóc cho tôi dùm. Và tôi sẽ cho bạn 1-2 tiếng đồng hồ để làm điều đó. Và sau đó bạn phải cho phép lại người thân của tôi bước vào, cộng đồng xã hội của tôi bước vào. Tôi còn sống với họ, tôi còn phải vì họ. Thì khi chúng ta dàn hòa và sống cùng với cái sự ích kỷ bên trong mình, thì chị nghĩ ngay cả bản thân chị cũng chưa đạt đến được cái sự cân bằng đó. Nhưng mà chị nghĩ là cái cách tập luyện như vậy, khi mình nói chuyện với những, gọi nôm na, những con quỷ bên trong mình, là những cái tánh xấu của mình, miêu đầy á, miêu đầy luôn. Chắc là em cũng có, chắc là mọi người cũng có thôi. Chấp nhận nó, yêu quý nó, thậm chí thấy nó hay nữa. Mọi người hay nói với nhau là rồi làm vậy, nghĩ vậy là hay. Tôi có lý do cho nên tôi thấy nó hay. Và mình đặt tất cả những cái góc độ mình cho là tiêu cực đó, và đừng gọi nó là tiêu cực nữa. Đừng kỳ thị nó. Không có body Samsung, ngay cả ích kỷ nữa. Chấp nhận nó vì nó tốt vô cùng. Cái gì cũng vậy thôi, nó có liều lượng của nó. Và mỗi người sẽ cho phép, ví dụ như là một người mẹ mà hy sinh vì gia đình, vì con cái, vì chồng quá rồi, bây giờ không còn một cái gì cho bản thân, thì cái liều lượng ích kỷ của cái chị đó, nó cần nhiều hơn chút xíu để chị tập chỉ làm quen. Chị tập chỉ làm quen như nào, mình tự mình đo được cái đó cho mình. Còn nếu mà một cái người nào mà bạn thấy bạn ổn nè, bạn lo cho
sự nghiệp, trí tuệ, nhan sắc, niềm vui, bạn bè, tình yêu của mình cũng khá là ổn. Thì mình tém tém cái kỹ lại. Tại vì giờ mình đầy đủ điều kiện để đứng ở vị trí của người khác, sống cùng với người khác. Nếu mà mình thật sự mình yêu gia đình á, nhất là những người đã làm mẹ, nó sẽ luôn có cái còi báo động bên trong mình à. Nếu thật sự yêu, đôi khi ta sa đà, không thiếu gì, không chỉ riêng gì cái năm khó khăn về kinh tế. Phụ nữ nè, đừng giấu tôi chứ có mấy chị, mấy em nè, ghiền bánh bài, ghiền mượn nợ, ghiền chơi hụi. Và ta trượt vào, và cái còi báo động của ta nó tê liệt. Nó tê liệt luôn. Và nó kéo theo cả gia đình xuống cái vũng lầy nợ nần. Và phải nhìn nhận rằng đó là một cái thực tế rất là phổ biến. Thì lúc đó người xung quanh sẽ đánh động mình. Chỉ có điều là mình có nhìn tới họ không? Mình có nhìn đến cái sự tiều tụy của họ không? Hay là đó là ở, thường là điều này xảy ra ở các gia đình mà có cái thu nhập thấp, thì thường là phụ nữ sẽ rơi vào cái thói quen đó. Bây giờ những gia đình có thu nhập từ trung bình khá trở lên, hoặc là ngay cả phụ nữ độc thân cũng vậy, từ có thu nhập từ trung bình khá trở lên, thậm chí là trí thức nữa, thì trong cái cuộc say máu sự nghiệp đó, buổi sáng đi từ bàn trang điểm ra đến cửa, mình có chặn lòng nhìn thấy bọn trẻ con không được đưa đến trường hơi hụt hẫng, mình có lưu tâm cái đó không? Mình có để ý đến cái đó trong đầu không? Mình buổi tối về mình có chặn lòng là quên hôn con tạm biệt vào buổi tối, về thì con đã ngủ mất rồi. Thì lưu tâm đến những cái ò e nho nhỏ đó bên trong mình, chỉ bằng cách là nhìn ra xung quanh thôi. Đừng đi ra đi vào và chỉ có cắm mặt xuống đất là tôi phải đi từ điểm A đến điểm B, tôi phải đi từ nhà cho đến sở làm. Thử nhìn xung quanh một chút xíu thì cái còi báo động của mình nó sẽ giúp mình cân bằng mọi việc lại. Còn chuyện cân bằng hay không, ê, do mọi người quyết định thôi. Trời đất ơi làm đi, trời đất ơi khuyến khích. Rồi tôi thích nhìn thấy phụ nữ vui, thích nhìn thấy phụ nữ vui vô cùng. Tại vì em phải biết là cái yếu tố ích kỷ trong người phụ nữ khi mà nó được đánh thức, tại vì bọn tớ có một cái thiên chức là khi mà bọn tớ làm cho người thân của mình vui á, bọn tớ vui lắm. Cho nên nếu mà phụ nữ ích kỷ nha, thì để làm trái tim mình rộn ràng, làm trái tim mình vui, bao giờ mình cũng sẽ muốn thấy người thân mình vui. Đôi khi cái người phụ nữ ích kỷ nhất là cái người có khả năng làm cho gia đình mình hạnh phúc. Còn lao tâm khổ tứ và cứ đặt cái chữ hy sinh, xăm cái chữ hy sinh lên trán, đôi khi nó là một liều độc dược cho người thân. Ích kỷ đi, đi chơi đi, đi mua sắm đi. Ta yêu ta hơn ta xứng đáng. Đơn giản như này, rất nhiều người quan niệm là phụ nữ mà yêu bản thân là phải đòi hỏi cái gì mà nó là cái quyền lợi của mình và mình xứng đáng. Thế là chị em bắt đầu lên trên mạng, bắt đầu xem những cái mẫu ông chồng lý tưởng. Và chuyện rất là phổ biến là tắt chồng hoặc bạn trai mình vào và xem chồng người ta kìa. Nào là những anh mang những bó hoa khổng lồ quỳ gối xuống, hoặc là tặng vợ tặng người yêu những cái món quà rất là đắt tiền thế này thế nọ. Thì bạn nhìn bạn trai người ta nhưng mà học hỏi, nhưng mà đó là chỉ chưa nhìn cái người phụ nữ mà được cái phần thưởng lớn trong cuộc đời đó. Có thể đó là một cô gái rất là đẹp, có một người tình rất là chung thủy, có thể đó là một cái người vợ cực kỳ là lý tưởng, hai người đó cực kỳ hợp nhau, thì chị đang đòi cái thứ mà chị không xứng đáng. Đang đòi được yêu mà không có trở nên đáng yêu. Đang đòi được thương mà không thật sự lao động để dễ thương. Có đôi khi Miu cũng vậy. Nhiều khi cái va chạm với khán giả, cái bảo tại sao khán giả lại như vậy với mình. Và mình coi lại cái clip đó. Đúng rồi, trong cái clip đó mình đâu có dễ thương. Rồi nghĩ vậy là dễ hương, cái không ai hương, cái xong rồi chắc người ta xong rồi không hương mình. Thì cái đó là cái giao lộ hai chiều. Cái việc tự yêu lấy chính mình thì good, không sao hết, chị có quyền yêu chị đến như thế nào. Nhưng đừng cuốn người khác vào cái tình yêu áp đặt đó khi chị chưa lao động xứng đáng để có được. Giống như tiếng Anh mình hay nói là to earn it, để earn được cái tình yêu đó, để earn được cái lòng tôn trọng đó,
chị không thể suốt ngày đến công sở. Tôi là nữ, tôi đâu như mấy anh đâu, tôi đâu có giỏi giang, tôi đâu có quen biết nhiều như mấy anh đâu, làm đàn bà khổ lắm. Nhưng quyền lợi thì đòi ngang ngửa đàn ông. Bình đẳng giới à? Mà lúc nào thì cũng bảo rằng là tôi yếu ớt hơn các anh. Các anh phải như thế này, các anh phải mở cửa cho tôi. Nhưng mà động chuyện gì là các anh cũng phải tôn vinh tôi vì công sức lao động của mình. Thì cái việc yêu chính mình theo kiểu đó nó không có dễ coi, và nó cũng không dễ thương, và thường là nó không mang lại hiệu quả tốt cho chị em khi đòi hỏi cái tình yêu hoặc là sự trân trọng của xã hội và những người xung quanh dành cho mình. Giống như là muốn lấy được vua nhưng không phải là hoàng hậu. Ở đó, thì đó, nếu mà lọ lem cứ ở trong bếp mà không đi dạ hội, làm sao gặp được hoàng tử? Nó là cái sự nỗ lực từ hai bên, cho nên cái khẩu hiệu yêu bản thân nó không sai, nhưng nó bị hiểu sai. Nó đòi hỏi nhiều hơn. Yêu bản thân đó là bạn không mang quà đến cho tôi, bạn không mua hoa cho tôi cũng được, nhưng tôi là người bạn thân tốt nhất của tôi. Tôi luôn ở bên cạnh tôi đáp ứng cho tôi tất cả những cái gì tôi mong muốn. Mặc dù như thế thì có hơi tủi thân đó, nhưng bằng mọi giá tôi phải có được cái mình muốn, và tôi tự mang điều đó lại cho mình. Sự khác biệt là ở đó.